Chợ hoa lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh tấp nập ngày 20 tháng 10. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine cho người dân, tiến tới đạt độ phủ 100%. Các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống F&B tại thành phố Hồ Chí Minh thích ứng linh hoạt khi trở lại sau dịch bệnh. Kiều Ngân và Thùy Dung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyện trưa 12 giờ trong ngày đặc biệt hôm nay, ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam. Và xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả chị em phụ nữ trong ngày hôm nay, bởi vì phụ nữ luôn luôn xứng đáng được yêu thương. Vâng, đúng vậy. Và ngay từ hôm qua thì chợ hoa lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là chợ hoa Hồ Thị Kỷ cũng đã tấp nập những người đến mua, đặt hàng để dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình. Những hình ảnh này sẽ bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay. Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang dần bình thường mới sau dịch bệnh. Trong không khí này, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, tấp nập người mua kẻ bán sau một thời gian dài giãn cách xã hội. Theo ghi nhận của phóng viên, có khá đông người dân đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chọn mua những bó hoa tươi, rực rỡ sắc màu để dành tặng cho các bà, các mẹ, chị em phụ nữ thân thương nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Khắp chợ Hồ Thị Kỷ là những giỏ hoa đủ loại từ khắp mọi miền đất nước đã tụ hội về, nhộn nhịp người mua kẻ bán, khiến con đường dẫn vào chợ khác hẳn so với thời điểm giãn cách xã hội. Do nguồn cung cấp hoa năm nay không dồi dào như các năm trước, nên giá hoa tăng lên từ 20 đến 30%. Thứ nhất là vì hoa trên vườn người ta trồng không được nhiều. Cái thứ hai là cái số lượng người bán hoa nó cũng giảm đi. Đó, cho nên là phần lớn là hoa trên vườn không có nhiều, cho nên là giá hoa sẽ được đẩy lên một chút. Thì về phòng dịch thì vẫn đúng theo tiêu chuẩn 5K. Đó là sử dụng khẩu trang và sử dụng xịt khuẩn. Đó, tiếp đó là có thể là giới thiệu và tư vấn cho khách hàng là đứng giãn cách ra một chút. Đó, nói chung là vẫn trong cái mức độ an toàn. Chợ hoa đã dần hồi sinh, song một số chủ cửa hàng hoa ở chợ hoa cho biết sức mua năm nay giảm rõ rệt so với năm ngoái. Chi phí vận chuyển hoa tươi từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh thì cao, khiến nhiều chủ cửa hàng thở dài vì hoa không bán được. Do ảnh hưởng Covid ấy, người ta cũng ít đi ra đường hơn. Rồi mấy tháng dịch bệnh á, mọi thứ nó cũng khó khăn hơn một chút. Thường cái chợ hoa này là lúc mà không dịch là đông vui lắm. Lúc nào cũng đông, ngày thường nó cũng đông. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch, nhưng mùa lễ năm nay, các hoa ở thiên đường hoa này vẫn rất phong phú. Bên cạnh những loại hoa truyền thống, còn có rất nhiều những loại hoa mới với hình thức bắt mắt được nhập về. Các tiểu thương hy vọng chợ hoa lớn nhất Sài Gòn này sẽ nhanh chóng lấy lại sức sống của mình. Vâng, thưa quý vị, trước tỷ lệ tiêm vaccine trên địa bàn thành phố chưa đạt 100%, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thành phố Thủ Đức cùng các quận huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng nhằm tăng độ bao phủ vaccine cho người dân cư trú trên địa bàn. Người dân cũng cần chú ý cập nhật thông tin. Nếu như bản thân chưa được tiêm mũi 1 hoặc đến hạn tiêm mũi 2, thì hãy liên hệ với cơ sở y tế và hoàn thành các mũi tiêm để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Theo thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn nếu chưa tiêm mũi 1 và đang ở thành phố có thể gửi tin nhắn đăng ký cho tổng đài 8066. Nội dung tin nhắn soạn theo cú pháp: mũi 1, họ tên, năm sinh, quận huyện. Ví dụ, mũi 1 Nguyễn Văn A, 1960, Bình Chánh. Thành phố Thủ Đức và các quận huyện căn cứ danh sách người trên địa bàn đã tiêm mũi 1 trên hệ thống tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Chủ động mời người dân đã đến hạn tiêm mũi 2 đến điểm tiêm theo kế hoạch của địa phương. Trường hợp người dân không có giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1 do thất lạc hoặc chưa được cấp, thì địa phương hướng dẫn để họ cung cấp các thông tin về việc đã tiêm vaccine mũi 1 hoặc ký bản cam kết về việc đã tiêm. Được biết, hôm nay phường 11 quận Bình Thạnh tổ chức tiêm vaccine cho người dân. Địa điểm tiêm tại số nhà 235 Phan Văn Trị, thời gian từ 8 giờ tới 11 giờ và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Điểm tiêm sử dụng vaccine AstraZeneca mũi 1 và mũi 2 cho toàn bộ người dân. Tình hình dịch bệnh tuy có dấu hiệu giảm nhẹ nhưng vẫn chưa thể khẳng định là bền vững hay có thể dự báo một cách chính xác. Chính vì thế, việc tuân thủ các quy định phòng dịch vẫn rất cần được người dân ý thức cao độ, đặc biệt là nghiêm túc chấp hành các biện pháp 5K.
Dù hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ cho phép các hàng quán bán mang về, nhưng thực tế nhiều hàng ăn, quán cà phê lại đón khách nườm nượp và vô tư để khách ngồi lại quán. Hình ảnh thực tế mà phóng viên ghi nhận được vào tối 18 tháng 10, có đến hơn 10 người ngồi ăn nhậu chung một bàn với khoảng cách rất sát nhau, trong đó có cả người lớn và trẻ em, tất cả đều không đeo khẩu trang. Phía bên cạnh, các bàn cũng kê sát nhau với số lượng từ 3 đến 5 người. Không chỉ hàng ăn, các quán cà phê cũng đón khách nườm nượp và vô tư để khách ngồi lại tám chuyện. Khoảng 20 giờ, tại một quán cà phê trên đường Tân Hóa, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các bàn đều kín khách ngồi lại, ngay cả bên trong lẫn ngoài mặt tiền của quán. Cho khách ngồi lại ăn uống, tập trung đông người, thậm chí quên các quy định 5K trong phòng dịch COVID-19. Tình trạng này diễn ra phổ biến ở nhiều quận huyện suốt những ngày qua. Trước nhu cầu và nguyện vọng về mở lại dịch vụ kinh doanh ăn uống tại chỗ của người dân, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang cân nhắc và bàn bạc các phương án để đưa ra thông báo chính thức. Viên uống hỗ trợ trắng da Ritana làm mờ sạm nám, trắng da toàn thân, chống nắng từ bên trong, làm chậm lão hóa da, tự tin tỏa sáng như hoa hậu. Ritana bật tông trắng hồng làm mờ sạm nám. Kemboy Sodamix nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp, dùng tốt cho những người bị viêm da cơ địa, chàm ngứa, tổ đĩa. Sodamix giúp giảm nhanh các triệu chứng ngứa, sưng sùi, bong tróc da và ngăn ngừa tái phát viêm da hiệu quả. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Alifast mới ngay mạnh hơn với Power Dương và Tống Biện Pháp, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình sản sinh testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và tăng cường sinh lực nam giới. Alifast mới, sinh lực sung mãn, phong độ bền lâu. Để chia sẻ với khó khăn của người dân cũng như là chăm lo cho các em học sinh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình đến Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho các em. Theo đó, sẽ có hơn 1,4 triệu học sinh công lập và hơn 241.000 học sinh ngoài công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ học phí với tổng số tiền hơn 420 tỷ đồng. Theo đó, thành phố đề xuất chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm học sinh các trường ở thành phố Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 gồm học sinh tại các trường ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Về mức hỗ trợ học phí, cấp nhà trẻ nhóm 1 là 200.000 đồng một tháng, nhóm 2 là 120.000 đồng một tháng. Cấp mẫu giáo nhóm 1 là 160.000 đồng một tháng và nhóm 2 là 100.000 đồng một tháng. Cấp tiểu học không thu, cấp trung học cơ sở nhóm 1 là 60.000 đồng một tháng, nhóm 2 là 30.000 đồng một tháng. Cấp trung học phổ thông nhóm 1 là 120.000 đồng một tháng và nhóm 2 là 100.000 đồng một tháng. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố. Quý vị khán giả thân mến, đợt dịch vừa qua đã có những bông hoa tỏa hương nơi tuyến đầu, những nữ bác sĩ điều dưỡng trong các bệnh viện điều trị COVID-19. Bên cạnh đó cũng có nhiều nữ chiến sĩ đã xung phong chống dịch trên các mặt trận khác ngay giữa lòng dân. Chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị hình ảnh của một người phụ nữ đã ở tuổi 60 nhưng vẫn hăng hái phục vụ cộng đồng, đó là bà Nguyễn Thị Liễu tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hình ảnh bà chủ trọ cũng là bí thư khu phố, trong rủi làm shipper, đi chợ hộ, phát quà, miễn tiền phòng cho người lao động để xóm trọ yên tâm ở lại chống dịch đã không còn xa lạ đối với người dân nơi đây. Bỏ qua những hiểm nguy trong tâm dịch, bà Liễu đem những nghĩa tình đáng trân quý đến cho người dân khó khăn dù tuổi đã không còn trẻ. Con không có sợ, sao á, nó cái tình cảm của mình, cái gì nó cứ thôi thúc. Thôi thúc cái công việc của mình, nó thôi thúc khiến cho mình quên đi cái sợ. Mình biết là nguy hiểm á. Thấy nghệ sĩ ta đi làm từ thiện, người ta cũng bị Covid đó, thấy không? Rồi công an cũng bị, y tế cũng bị. Người ta rất là cẩn thận, người ta cũng bị dương tính á. Cô cứ về nhà, cô cứ nhẩm bài hát nè. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Gần 20 năm gắn bó với vị trí bí thư khu phố, dù đã có lúc nghỉ việc do áp lực công việc, nhưng một tuần sau đó, bà cũng đã quay lại với công việc vì như có sự thôi thúc vô hình của trách nhiệm xã hội. Ở cơ quan, bà là bí thư khu phố mộc mạc, giản dị, khoác chiếc áo sờn vai. Về nhà, bà Liễu là bà chủ trọ thân thiết với bà con xóm trọ nghèo.
bà dành sự ưu ái đặc biệt cho những người ở đây như chính người thân của mình. Cô miễn cho 2 tháng phòng trọ, còn điện nước là cô cho thiếu, khi nào có tiền mới trả. Thiếu gạo thì kêu gạo, rồi thiếu nhu phẩm thì gọi lên 1022 để xin nhu phẩm, thì cũng có thể duy trì được cuộc sống được mấy tháng. Tuy nhiên là người ta cũng phải cần tiền nhé. Ví dụ như là những cái nhu cầu rất là nhỏ, rồi những cái vấn đề mua dụng cụ rồi vệ sinh cá nhân được, người ta cũng không phải cần tiền. Thì cô cũng an ủi người ta, nói thôi ráng chờ đi, rồi người ta nghe được cái gói đợt 3 ta cũng mừng, ta chờ đợi. Trong thời gian nhiều khu vực toàn là vùng đỏ, người dân thường thấy bà Liễu trên chiếc xe Dream cũ của mình đi chợ hộ, chở bà con đi khám bệnh. Bỏ qua việc cá nhân và không màng sức khỏe, bà Liễu rất xông xáo giúp đỡ bà con trong đợt dịch vừa qua. Những đóng góp vì cộng đồng đó thật đáng lan tỏa và trân trọng. Hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 2 vụ cháy lớn, một ở quán karaoke ở quận 10 thiêu rụi đi nhiều tài sản, hai là một kho chứa hải sản trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12. Chiều qua tại kho xưởng chứa hải sản trên đường Hà Huy Giáp, người dân bất ngờ phát hiện cháy lớn. Lúc này người dân cùng nhân viên trong kho dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành, đám cháy sau đó bùng phát dữ dội. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau gần 1 giờ đám cháy được dập tắt, vụ cháy đã làm gần như toàn bộ tài sản bên trong kho này bị thiêu rụi, nhà kho đổ sập. Tại lối ra vào, 2 xe tải cùng 2 xe máy lửa cháy còn trơ khung sắt. Vụ cháy cũng làm một số nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn Bình Phước có mưa lớn, đường DT755B hay còn gọi là đường Sao Bọng, Đăng Hà, được xem là tuyến đường độc đạo từ Bình Phước đi Lâm Đồng, lại tái diễn tình trạng sạt lở đất đá từ trên đồi cao, sạt lở và tràn xuống mặt đường, khiến cho người dân bất an khi lưu thông. Đường DT755B từ xã Thống Nhất đến xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước có khoảng 10 điểm sạt lở ta luy dương và ta luy âm. Có những điểm hàng trăm mét khối đất đá trên đồi cao do mưa nhiều ngày ngấm no nước nên sạt xuống mặt đường. Đi lại khó khăn lắm, sạt lở nhiều khi đất đá có lần rơi cả cục to xuống, thì nhiều khi nếu mà không để ý là trúng vào người á. Con đường này nếu mà sạt lở không ấy là không mốc đi là bị cô lập không đi lại được. Nói chung thì tầm 3 năm đổ lại đây thì nó mưa nhiều quá, thì tình trạng gọi là mưa mỗi lần mà bắt đầu vào mưa to nhiều thì cái tình trạng sạt lở này nó rất là nhiều. Khu vực km số 31+250 thuộc thôn 5 xã Đăng Hà là nơi bị sạt lở nặng nhất. Do địa hình tuyến đường đi qua là đồi cao, ta luy dựng đứng, trong khi địa chất ở đây là đất đỏ và sỏi nên dễ ngấm nước dẫn đến sạt lở. Ngoài hiện tượng sạt lở ta luy dương, những năm gần đây tại một số khu vực trên tuyến đường đoạn qua địa bàn xã Đăng Hà cũng xảy ra sạt lở ta luy âm, sụt lún nền mặt đường DT755B nên rất nguy hiểm. Theo các chuyên gia, giải pháp cơ bản để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở trên tuyến đường DT755B là cần xây dựng một tuyến mới để tránh những khu vực sạt lở. Trước đó vào tháng 10 của năm 2020, trên tuyến đường DT755B cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở và trượt lún mặt đường, khiến cho giao thông trên tuyến bị ách tắc nhiều ngày. Trước tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp, đồng thời cấm các xe tải trọng lớn lưu thông, khuyến cáo người dân di dời ra khỏi khu vực ảnh hưởng. Sữa chua ngọt ngào, Vinamilk thơm lành nha. Tiêu hóa chẳng ngại ta khỏe thêm, nâng cao sức khỏe ta thêm vui. Vinamilk mỗi ngày để nhà ta khỏe hơn. Sữa chua Vinamilk, bí quyết ngon khỏe mỗi ngày. Tiêu khuyết thành thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quản, mất tiếng, khàn tiếng, để giọng nói trong sáng hơn nhờ có tiêu khuyết thành. Tiêu khuyết thành giúp giọng nói trong sáng hơn. Tích thần vương thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Ích thận vương hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Ích thận vương giúp bảo vệ thận. Nga Phù Khang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho chị em chúng mình, hỗ trợ làm giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phù Khang cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn.
căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn. Viêm khớp, thoái hóa khớp, gầy cứng khớp, đau nhức khớp gối, vai gáy, lưng, cột sống, tay chân. Nguyên nhân do lão hóa và cơ thể tự viêm. Sex mới từ Mỹ giúp giảm đau, tái tạo sùn khớp nhờ bảo vệ màng hoạt dịch, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, làm chậm thoái hóa và bảo vệ xương khớp chắc khỏe, giúp bạn vận động linh hoạt, tự chủ cuộc sống. Sex thế hệ mới giúp giảm đau, tái tạo sùn khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Sex thế hệ mới, công thức đột phá đã tốt, nay còn tốt hơn, chai lớn 60 viên, tiết kiệm ngay 70.000 đồng. Thưa quý vị, đóng góp của ngành thực phẩm và đồ uống cho GDP của Việt Nam trong năm 2020 khoảng 15,8%. Nếu không có cản trở bởi đại dịch, con số này dự báo trong năm nay sẽ tăng thêm khoảng 3,3%. Thế nhưng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và đồ uống F&B lúc này, được hoạt động trở lại đã là một điều rất đáng mừng. Họ phải loay hoay tìm cách thích ứng trong điều kiện mới, từng bước đi tìm lại vị trí của mình trong sự phục hồi của nền kinh tế. Chuỗi cà phê La Ha Cà Phê mới chỉ hoạt động trở lại trong khoảng vài ngày gần đây. Doanh nghiệp cho biết cũng chỉ mở rất ít cửa hàng bởi đang phải quan sát nhu cầu thị trường. Thì ban đầu là chúng tôi là tính là mở hết tất cả các cửa hàng lại cùng một lúc, nhưng mà thực tế thì khi mà triển khai thì thấy rằng là không thể mở đồng loạt tất cả các cái cửa hàng. Theo đánh giá thì tôi thấy rằng tình hình khách hàng chỉ được có khoảng 30 đến 40% cho mấy trước dịch thôi. Hiện tại hoạt động của cửa hàng cũng bị ảnh hưởng do khách hàng không được như cũ. Nhưng nếu không mở hết, tất cả các cửa hàng cũng sẽ gánh chịu nhiều chi phí. Vì vậy, chuỗi cà phê này đã tìm cách giảm thiểu tối đa các chi phí. Hiện tại thì chúng tôi đang tìm một số cách để giảm thiểu các cái chi phí cho chuỗi. Giống như là thu hẹp các cái mặt bằng lại, chuyển dịch lên cái kênh bán hàng online. Đó là cái kênh mà sẽ không phải đầu tư gì nhiều và có thể là có những cái khách hàng ở trên đó. Và chúng tôi đang là kết hợp những cái mặt bằng mà nó tương đối nó dư chỗ thì với những cái đơn vị khác để có thể tận dụng được cái mặt bằng. Với các chuỗi F&B lớn có hàng trăm nhà hàng và hàng chục thương hiệu, tốc độ mở trở lại được tính toán dựa trên các yếu tố như quy định chống dịch trong giai đoạn mới, nhân sự vận hành và chi phí nguyên vật liệu. Doanh nghiệp với quy mô gần 400 nhà hàng và 15.000 nhân viên này không có khái niệm ngủ đông chờ hết dịch. Theo đó, bà lãnh đạo tập đoàn đã triển khai các giải pháp, đưa ra sáng kiến nhằm nỗ lực thích ứng và từng bước giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Khi cái việc mà phòng chống dịch đã được thực hiện tốt, thì cái nhu cầu của khách hàng nó vẫn có và vẫn có thể tăng mạnh. Qua cái việc kinh nghiệm đã những cái mùa chống dịch trước, thì khi chúng tôi quay trở lại, thì cái doanh số của trong những cái tuần đầu tiên của các cái brand, các cái thương hiệu như là Gogi, Manhwa hay là Kichi thì đều có cái sự mà khôi phục rất là ngoạn mục, đạt được 80 đến 100% cái target mong muốn. Thống kê của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy doanh thu dịch vụ ăn uống 8 tháng qua chỉ đạt hơn 32.000 tỷ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ. Theo nhận định của các chuyên gia, đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi toàn bộ hành vi của người tiêu dùng, cách thức thị trường bán lẻ vận hành. Các doanh nghiệp, tiểu thương, ngành dịch vụ ăn uống F&B đã phải có nhiều hình thức thay đổi trong phương pháp kinh doanh để thích ứng và tồn tại. Thì trong cái bối cảnh hiện nay, chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu về tiêu dùng đó, về cái nhu cầu tiêu dùng của người dân về dịch vụ ăn uống. Nhưng mà cái cách thức mà người dân sẽ mua hàng và tiêu dùng sẽ khác. Và qua đại dịch này thì người dân sẽ mua hàng qua mạng, online, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ nhiều hơn. Do đó các doanh nghiệp F&B cần phải có những cái điều chỉnh về chiến lược để cung cấp cho các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau và với các cái phương thức bán hàng cung cấp dịch vụ khác đi so với cách làm truyền thống trước đây. Mặc dù chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh đã có những gói hỗ trợ cho doanh nghiệp để chống dịch, nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Trọng thì những chính sách này chỉ mới thiết lập để hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung chứ chưa có chính sách riêng cho từng ngành, nhất là ngành F&B. Tuy nhiên, điều quan trọng trong khôi phục lại hoạt động của nền kinh tế của các doanh nghiệp F&B không phải là hỗ trợ bao nhiêu, mà là các chính sách đảm bảo an toàn và sớm mở cửa trở lại của các doanh nghiệp.
khi mà mở cửa hoạt động lại đó, thì nhà nước cần có các cái chính sách, các cái gói kích cầu tổng thể trong nền kinh tế, bao gồm các cái chính sách tài khoá, các chính sách tiền tệ để hỗ trợ các doanh nghiệp, thứ nhất là có khả năng tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng với các cái chính sách hỗ trợ lãi suất của chính phủ. Cái thứ hai đó, đấy là các cái chính sách tài khoá, có thể là giảm thuế giá trị gia tăng, giảm một số loại thuế mà nó sẽ làm cho cái chi phí bán hàng của các doanh nghiệp nó giảm xuống và nó kích cầu. Dự kiến nhu cầu từ việc ăn uống vẫn ổn định, nhất là sau khoảng thời gian giãn cách dài tại nhà khiến người dân không được đa dạng các lựa chọn F&B, tạo ra tâm lý bùng nổ hậu dịch và là triển vọng tích cực cho các doanh nghiệp và tiểu thương chuẩn bị cho các ý tưởng mới để đón đầu sự bật dậy của toàn thị trường bán lẻ và người tiêu dùng. Thưa quý vị, một đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông đang điều khiển xe máy chở theo con nhỏ thì bất ngờ đứa bé ngồi sau ngã bổ ra phía sau xe gần chạm đất. Có lẽ bé bị hất văng xuống đường chỉ vì chiếc áo mưa. Đoạn clip dưới đây sẽ chỉ ra thói quen tai hại của nhiều bậc phụ huynh. Đoạn camera ghi lại người cha chở con nhỏ mặc áo mưa đang chạy xe bon bon trên đường, bất ngờ hoảng hốt quay lại. Hóa ra chiếc áo mưa bị quấn vào bánh xe. Em nhỏ bị mắc kẹt, ngã bổ nhào ra phía sau. Người đàn ông lập tức dừng xe và phải nhờ sự giúp đỡ của những người đi đường để gỡ áo mưa và đưa con đi cấp cứu. Đoạn clip đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Thói quen mặc áo mưa này đã vô tình khiến chiếc xe di chuyển khó khăn, đặc biệt khi xảy ra tình huống va chạm khó xử lý. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế điều khiển xe ô tô chạy thật chậm để che gió, giúp cho nhiều người đi xe máy lưu thông qua cầu an toàn giữa trời mưa lớn, đang được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều lời khen ngợi. Được biết, sự việc xảy ra trên cầu bắc qua sông Hàn tại thành phố Đà Nẵng. Chứng kiến một người đàn ông chở hàng cồng kềnh liên tục bị gió táp khiến tay lái loạn choạng, một chiếc ô tô đã chạy thật chậm để che gió cho xe máy đi qua cầu an toàn. Bên cạnh đó, một tài xế xe công nghệ cũng chạy sát bên, dùng tay giữ giúp đống hàng phía sau chiếc xe của người đàn ông để không bị gió thổi bay. Khoảnh khắc ấm lòng trên đã được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động và để lại lời khen ngợi hành động đẹp của bác tài. Anh ơi, em muốn anh đưa em lên đỉnh núi. Đỉnh núi kia kìa anh. Nước tăng lực hổ vàng nè anh uống đi cho khỏe. Giới thiệu nước tăng lực hổ vàng mới, dồi dào vitamin và taurin, giúp bạn thêm khỏe, tràn đầy sinh lực để vượt qua mọi thử thách. Trời, hoài như hổ. Trên đỉnh núi thích không em? Nước tăng lực hổ vàng mới, uống đi cho khỏe. Kỷ nguyên mới, thử thách mới. Hãy loại gầu khỏi cuộc chơi, clean mát lạnh bạc hà mới với công nghệ sạch gầu. Ba sức mạnh, đến bay gầu, ngứa, vi khuẩn, đứng đầu thách thức. Cùng clean mát lạnh bạc hà. Áo quần để lâu trong lòng giặt hoặc vết bẩn cứng đầu khi không giặt sạch sẽ để lại mùi hôi khó chịu và giúp vi khuẩn sinh sôi. Nước giặt Omo Matic mới với màng trắng kháng bẩn xanh, loại bỏ mùi hôi và vi khuẩn, xoáy bay vết bẩn. Nước giặt Omo Matic mới, sạch bẩn khử mùi, loại bỏ vi khuẩn. Hàng triệu mẹ đã tìm ra giải pháp miễn dịch khỏe, vượt mùa dịch bệnh. Colos Baby, ứng dụng độc quyền sữa non Colos IGG 24 giờ, nhập khẩu Mỹ bởi Vita Dairy, cho bé miễn dịch khỏe. Colos Baby, miễn dịch khỏe, phát triển toàn diện từ bên trong, đã được chứng nhận lâm sàng. Tôi bị tiểu đêm nhiều, tiểu lại khó nữa. Đi siêu âm thì bị phì đại tiền liệt tuyến không ạ? Thế thì ông phải dùng Vương Bảo ngay. Vương Bảo có tác dụng hỗ trợ giảm phì đại tiền liệt tuyến, từ đó hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu rác tiểu nhiều lần. Vương Bảo chuẩn đấy, tiểu đêm và phì đại tiền liệt tuyến của tôi ngon lành rồi. Cotri Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại với các biểu hiện chảy máu sau quý trị, đau rát hậu môn. Cotri Pro với thành phần Sleeperium nhập khẩu từ Hoa Kỳ hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ. Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Đây các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, người gây bệnh cho người Việt Nam đã có phim. Lấy sạch vết ố vàng trong toilet và diệt 99,9% vi khuẩn gây bệnh. Đó là phim bất khả chiến bại. Sấy khô hay nhuộm màu, tôi thích thể hiện mình qua nhiều kiểu tóc, nhưng tạo kiểu làm tóc khô sơ, đồ phục hồi hư tổn mới với công nghệ độc quyền định vị hư tổn chính xác, giúp nuôi dưỡng chính xác từng sợi tóc hư tổn để tái tạo tóc hiệu quả cho bạn mái tóc suôn mượt khỏe đẹp. Đồ mới.
Chỉ cần có sự sáng tạo thì bất kỳ một nguyên liệu nào, dù cũ kỹ, cũng có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật, ngay cả giấy bìa cạc tông. Monami Ono được đào tạo chính quy về hoạt hình 3D, nhưng tên tuổi của cô lại được biết đến rộng rãi với tư cách là một nhà điêu khắc. Tuy nhiên, thay vì đất sét, gỗ hoặc các vật liệu thông thường khác, thì Ono đã chọn một vật liệu rất đặc biệt, đó là bìa cứng, để tạo nên tác phẩm độc đáo của mình. Ý tưởng đến một cách tình cờ, bằng cách nào đó tôi đã thực hiện mà không cần phải dùng bản vẽ thiết kế. Đối với những tác phẩm lớn, tôi sẽ vẽ thô lên giấy để đo kích thước, sau đó tôi sẽ vẽ trực tiếp lên bìa cắt tông và cắt chúng ra. Các tác phẩm của cô bao gồm xe tăng, máy bay phản lực, tàu thuyền, đồ ăn, một số được bán với giá lên đến 900 đô la Mỹ. Đến nay, Monami đã tạo được hơn 200 tác phẩm. Sẽ thật tuyệt nếu mọi người có thể hiểu được tác phẩm của tôi. Chúng được làm từ bìa cắt tông và vật liệu tái chế chứ không phải nhựa. Tác phẩm của Monami được trưng bày tại nhiều nơi ở Nhật Bản và nước ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với chị Nasda Tajib ở hạt Rutherford, bang Tennessee của nước Mỹ. Người mẹ hai con và là một kỹ sư 34 tuổi này đã sử dụng thùng giấy cũ để chế tạo những món đồ chơi cho cậu con trai 5 tuổi và cô con gái 2 tuổi. Món đồ chơi có thể là xe buýt đi học, lò nướng BBQ, máy giặt hay bất cứ thứ gì khác. Hai con nhỏ của Nasda đều rất thích thú với những món đồ chơi này. Nasda cho biết đây là cách tiết kiệm chi phí vì một số cha mẹ không thể mua đồ chơi đắt tiền cho con do kinh tế eo hẹp. Nasda đã chia sẻ cách làm đồ chơi trên Internet để những ông bố bà mẹ khác có thể tự làm cho con cái của họ. Quý vị thân mến, ngày hôm nay là ngày mọi người dành rất nhiều những lời chúc ý nghĩa gửi đến toàn thể phái đẹp xung quanh mình. Và nam ca sĩ người dân tộc Cơ Tu, Danh Zoram, cũng đã quyết định dành một món quà khá là đặc biệt gửi đến công chúng và đặc biệt là khán giả nữ. Đó không phải là những lời khen ngợi chúc mừng mà MV Em Đã Lấy Chồng là lời động viên chia sẻ đến những mảnh đời của những phụ nữ thiếu may mắn vì tục tảo hôn. Thương em, anh thương em tuổi trăng tròn. Với vai trò người kể chuyện, Danh Zoram chia sẻ với công chúng về cuộc đời của một cô gái người dân tộc thiểu số phải lấy chồng sớm vì tục tảo hôn. Cuộc hôn nhân không mong muốn đã khiến cho người phụ nữ gặp nhiều bất hạnh đau khổ. Hình ảnh con gái khoe hương sắc giữa cánh đồng sen tràn đầy rạng rỡ và hình ảnh đối lập của người phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân khiến người xem không khỏi tiếc thương đồng cảm. Với giọng hát đầy truyền cảm sâu lắng cùng giai điệu nhẹ nhàng êm ái và đầy chất thơ, Em Đã Lấy Chồng đã chạm đến trái tim của người nghe, mang đến sự dễ chịu, gần gũi và thấu hiểu. Thông điệp mà MV muốn gửi gắm là lời nhắc nhở các cô gái phải vững vàng, mạnh mẽ trong cuộc sống, không nên lấy chồng sớm khi chưa đủ tuổi trưởng thành, đặc biệt là muốn nói về tục tảo hôn ép con cái lấy chồng sớm ở một số đồng bào vùng cao đã khiến cho không ít cô gái phải chịu nhiều rủi ro bất hạnh. Như một món quà dành tặng cho tất cả chị em phụ nữ trong ngày 20 tháng 10, mới đây nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã ra mắt bộ sưu tập áo dài đầy màu sắc để tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Bộ sưu tập được Cao Minh Tiến thực hiện trong 5 tháng với nguồn cảm hứng từ nét đẹp tâm hồn và lòng nhân ái của người phụ nữ Việt, nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội vừa qua. Đã có rất nhiều tấm gương phụ nữ Việt xông pha lên tuyến đầu vì cộng đồng. Bộ sưu tập kết hợp hài hòa giữa phong cách truyền thống và hiện đại với phần dáng đa dạng, trong đó chất liệu gấm thất thể và lụa tơ tằm được khai thác tối đa, đan xen kẽ ren, lưới, denim hiện đại nhưng vô cùng sang trọng và tinh tế. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Chuyện Trưa 12 giờ ngày hôm nay cùng với Kiều Ngân và Thùy Dung. Chương trình sẽ quay trở lại vào khung giờ này ngày mai trên kênh HTV7 và HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị, chương trình sẽ quay trở lại vào khung giờ này ngày mai trên kênh HTV7 và HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị hãy nhớ chú ý đón xem để cập nhật cho mình thật nhiều những thông tin cần thiết. Còn bây giờ, Thùy Dung và Kiều Ngân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.